Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tết Mắt Việt Nam và quay trở lại với video trên kênh. Thì hôm nay Ngọc sẽ gửi đến mọi người một vài mẹo nhỏ để giúp cho mọi người sử dụng chiếc điện thoại của mình một cách hữu hiệu nhất. Vì sao chúng ta gọi là smartphone? Bởi vì nó thông minh. Vậy thì phải sử dụng được hết tất cả những cái thông minh của nó. Và video ngày hôm nay nha. Và một trong những cái mẹo vặt đầu tiên mà Ngọc muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là cái việc mà các bạn vuốt thanh thông báo làm sao cho nó tiện ích nhất. Thì nếu như mà trước đây thì các bạn phải vuốt thêm một chạm xuống như thế này thì chúng ta sẽ hiện lên cái thanh thông báo nè. Sau đó các bạn vuốt thêm một chạm nữa thì nó mới hiện lên thanh trạng thái. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn bật cái thanh trạng thái này nhanh thì các bạn có thao tác như thế nào? Bây giờ rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vuốt hai ngón như thế này là nó đã hiện lên thanh trạng thái. Chính vì vậy là các bạn không cần phải vuốt hai thao tác như vậy, nó sẽ mất thời gian của các bạn. Và nếu như mà các bạn để ý thì các bạn vuốt từ giữa màn hình thì chúng ta chỉ có hiện lên cái thanh tìm kiếm toàn cầu thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn vuốt cái thanh trạng thái này mà không cần thao tác vuốt từ trên màn hình như thế này thì các bạn phải làm như thế nào? Rồi cái việc thao tác nó rất là đơn giản, các bạn nhấn giữa màn hình nè, nó sẽ hiện lên nút cài đặt. Sau đó thì các bạn sẽ chọn là vuốt xuống trên màn hình chính. Ở đây là chúng ta đang cài mặc định là tìm kiếm toàn cầu ha. Các bạn sẽ chuyển đổi thành trung tâm thông báo. Khi đó thì các bạn có thể là dùng một tay, khi mà các bạn sử dụng điện thoại bằng một tay á thì các bạn vẫn có thể thao tác từ giữa màn hình như thế này. Chính vì vậy là nó sẽ tiện ích hơn khi các bạn đang sử dụng một tay, các bạn ngồi thao tác vuốt như thế này thì nó đã có thể là kéo cái thanh thông báo trạng thái xuống rồi. Đến với mẹo nhỏ thứ ba thì Ngọc nghĩ là đa số các bạn đều biết, nhưng mà Ngọc sẽ giới thiệu lại cho những bạn mà chúng ta chưa thật sự là biết đến cái chế độ dark mode, tức là chế độ tối màu, hay là còn gọi là chế độ ban đêm của những cái chiếc điện thoại Android. Thì bây giờ chúng ta cái việc thao tác nó rất là đơn giản, các bạn kéo cái thanh trạng thái xuống thì nó sẽ có một cái nút là chế độ tối màu. Ở một vài smartphone Android khác thì nó sẽ có những cái tên khác nhau, tuy nhiên là nó cũng sẽ tương tự như gọi là chế độ đêm hay chế độ tối màu ha các bạn ha. Rồi khi các bạn nhấn vào chế độ tối màu thì tất cả những cái giao diện của chúng ta nè, nó sẽ hiển thị màu đen hết. Chế độ tối màu thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể là dễ chịu mắt khi các bạn phải sử dụng chiếc điện thoại lâu. Ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp tiết kiệm pin cho các bạn nếu như mà chúng ta sử dụng ở một vài màn hình như là màn hình OLED. Ở những cái điểm tối khi mà chúng ta không sử dụng đến thì nó sẽ không phát đèn, như chính vì vậy thì nó sẽ không gây hiện tượng là hao pin. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể là kích hoạt cái chế độ ban đêm này trong phần cài đặt. Các bạn vào phần cài đặt của máy, sau đó chúng ta chọn cái phần màn hình và độ sáng. Thì tùy mỗi chiếc điện thoại nó sẽ có một cái tên gọi khác nhau, nhưng mà đại loại thì các bạn sẽ tìm kiếm cái phần điều chỉnh màn hình. Sau đó các bạn sẽ nhấn chế độ tối màu hoặc là chế độ đêm trên chiếc điện thoại, kích hoạt chế độ này lên. Thì tất cả những cái giao diện, cái phần hiển thị của máy thì nó sẽ chuyển về cái phần màu tối như thế này. Một trong những cái tính năng mà Ngọc thấy rất là hữu ích, tuy nhiên là rất ít người sử dụng đến, đó chính là Quick Guess. Về cái widget này thì nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý những cái tiện ích trên cái phần màn hình của chúng ta luôn. Và bây giờ các bạn nhấn giữ màn hình nha. Như vậy thì nó sẽ hiện lên cái phần tiện ích như thế này. Các bạn nhấn vào. Tùy mỗi chiếc điện thoại thì nó sẽ có một cái tên gọi khác nhau. Và chính vì vậy là các bạn sẽ tìm như đại loại là những cái ô nhỏ nhỏ như thế này đó. Các bạn sẽ thấy những cái giao diện đó thì các bạn nhấn vào. Ở đây thì các bạn có thể là tùy chỉnh những cái giao diện như là đồng hồ nha các bạn nha. Hoặc là các bạn không thích thì các bạn có thể ẩn đi. Hoặc là các bạn có thể nhấn một cái tìm kiếm nè. Hoặc là các bạn không thích nữa thì các bạn có thể là nhấn vào lịch biểu. Ở về những cái phần lịch biểu này thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta quản lý cái những cái công việc hàng ngày rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn có thể là xem những cái lịch biểu, những cái chế độ xem khác nữa. Và nó hiển thị từng ô như thế này thì các bạn có thể là kiểm soát được hết tất cả những cái công việc của chúng ta để chúng ta không bị bỏ sót. Hoặc là các bạn có thể là nhấn cái phần màn hình Gmail lên nha. Các bạn nhấn cái phần màn hình Gmail lên thì tất cả những cái thông báo, những cái hiển thị của cái phần mail nó sẽ hiển thị lên trên Quickcast này. Ngoài ra thì chúng ta có thể là để một vài ghi chú là hiển thị những cái app mà chúng ta cần phải sử dụng nhiều, hay là các bạn cần thao tác nhanh á thì các bạn có thể để lên cái phần Quickcast này. Một trong những cái phần mà Ngọc thấy là các bạn sử dụng cũng khá nhiều đó là cái phần thời tiết. Thì cái phần thời tiết này thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều khi mà các bạn đi du lịch á. Thì các bạn có thể nhìn thấy được cái thời tiết ngày hôm nay như thế nào, có thích hợp để ra ngoài hay không. Rồi khi mà Ngọc thêm cái phần ghi chú này lên và cái lịch biểu này lên thì nó sẽ hiển thị ngày tháng nè. Rồi những cái mà Ngọc đã note sẵn ở trên cái phần lịch thì nó sẽ hiển thị lên. Rồi một cái rất là cần thiết khi các bạn sử dụng những chiếc điện thoại này đó là cái phần bảo mật của chiếc điện thoại. Và để ngăn rò rỉ những dữ liệu quan trọng của chúng ta thì các bạn khi mà sử dụng những chiếc điện thoại Android thì các bạn cần biết đến, đó là chúng ta sẽ có thể đặt mật khẩu cho từng ứng dụng các bạn sẽ vào trong phần cài đặt nha.
các bạn sẽ vào tiếp quyền riêng tư, sau đó các bạn sẽ kéo xuống cái phần khóa ứng dụng, các bạn sẽ cài đặt mật khẩu cho cái vùng này. Và khi mà có mật khẩu thì các bạn mới có thể truy cập vào những cái ứng dụng này mà thôi. Thì các bạn có thể ngăn chặn cái sự rò rỉ dữ liệu của chúng ta khi mà chúng ta cho mượn điện thoại, để tránh cái việc mà chúng ta mất mát dữ liệu. Thì các bạn có thể tùy chọn những cái ứng dụng mà chúng ta muốn khóa, như là tin nhắn nè, Messenger hay là Facebook, hay là quay số danh bạ nha, hoặc là hình ảnh. Đó là những cái ứng dụng mà Ngọc nghĩ là khá là cần thiết để chúng ta có thể đặt mật khẩu, tránh rò rỉ những cái dữ liệu cá nhân của chúng ta ra ngoài. Và bây giờ thì truy cập thử nè, các bạn nhìn thấy là nó sẽ yêu cầu mật khẩu để có thể là truy cập được cái app này. Và các bạn nhấn vào, chúng ta mới truy cập được nha các bạn. Ngoài ra những cái tính năng bảo mật khác có trên những chiếc điện thoại Android đó chính là vùng an toàn riêng tư. Và vùng an toàn riêng tư này thì chúng ta sẽ tạo một cái không gian riêng, như là một cái hộc tủ, chúng ta có thể cất giấu những cái dữ liệu quan trọng vào trong cái vùng an toàn riêng tư này. Và các bạn cũng phải cần có mật khẩu thì các bạn mới có thể truy cập vào trong cái vùng an toàn riêng tư này. Và đây là một vùng tách biệt hoàn toàn với lại chiếc điện thoại, nơi mà không gian mà các bạn đang sử dụng. Các bạn có thể bỏ ảnh vào nè, bỏ những cái âm thanh, tài liệu hoặc là những cái thứ khác vào đây. Và việc mà các bạn bỏ vào như thế này nó rất là đơn giản. Bây giờ Ngọc sẽ thao tác thử cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào vùng khác nè. Các bạn đặt riêng tư cho cái hình ảnh này thì nó sẽ không xuất hiện trên cái giao diện của hình ảnh nữa. Mà khi các bạn truy cập vào vùng an toàn riêng tư thì các bạn mới thấy được cái bức ảnh này. Ngoài ra trong cái phần bảo mật á, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái phần khác như là không gian trẻ em nè, màn hình khóa hay là gì gì đó, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn tiện ích hơn rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta bảo mật những cái dữ liệu. Và không gian trẻ em này thì nó cũng sẽ rất là cần thiết, nếu như mà các bạn đã tìm hiểu qua những cái tính năng trên chiếc điện thoại của các bạn rồi thì các bạn sẽ nắm được phần này. Còn bây giờ thì Ngọc vẫn sẽ giới thiệu sơ lại cho những bạn chúng ta chưa biết. Còn bây giờ Ngọc vẫn sẽ giới thiệu sơ lại cho những bạn mà chúng ta chưa biết về không gian trẻ em này. Đó là các bạn có thể cài đặt một cái không gian riêng khi mà các bạn đưa những chiếc điện thoại cho con trẻ, tránh để cái việc mà nó truy cập vào những cái tài khoản thanh toán, hoặc là tránh những cái việc mà con trẻ chơi game quá nhiều ở một cái thời gian quá dài trên chiếc điện thoại. Các bạn có thể cài đặt cái thời lượng cho phép mỗi lần truy cập vào, hoặc các bạn có thể cho phép những cái ứng dụng mà các bạn muốn con trẻ có thể truy cập vào, còn những ứng dụng khác thì nó sẽ hoàn toàn không được. Và để truy cập vào thì nó rất là đơn giản, các bạn sẽ nhấn vào không gian trẻ em như thế này, sau đó các bạn cài đặt mật khẩu nha. Trước tiên thì các bạn sẽ chọn những cái ứng dụng mà con trẻ được phép vào, như là chụp hình nè, hay là YouTube nè, đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay ra và chúng ta sẽ vào không gian trẻ em, cài đặt mật khẩu cho cái không gian này. Vì khi mà có mật khẩu thì chúng ta mới thoát được cái không gian này nha, để tránh là con trẻ chúng ta thoát ra khỏi cái không gian mà chúng ta mong muốn. Rồi, bây giờ không gian này thì nó chỉ có hai cái ứng dụng mà Ngọc đã cài đặt ở đây. Ngoài đây thì hoàn toàn không có bất kỳ một cái ứng dụng nào khác. Và bây giờ Ngọc không có cài đặt thời gian, thì khi nào mà chúng ta cảm thấy là con sử dụng vừa đủ thì các bạn có thể ngưng lại, hoặc các bạn có thể là cài đặt được trước cái thời gian, tầm khoảng 30 phút, 1 tiếng, tùy theo cái mức mà các bạn muốn cho con truy cập vào. Để thoát không gian này thì các bạn sẽ nhấn vào nút và các bạn phải nhập mật khẩu thì mới có thể thoát ra được. Ngoài ra thì đa số những chiếc điện thoại Android cũng đều có những cái tính năng thanh cảnh rồi, và tính năng thanh cảnh này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người cái việc thao tác nhanh. Đó là chúng ta có thể chụp ảnh màn hình nhanh nè, hay là ghi màn hình, hoặc các bạn có thể nhấn vào một cái trình quản lý tệp nào đó mà các bạn có thể cài đặt sẵn, hoặc là các bạn có thể nhấn máy tính như thế này. Đó, nó sẽ hiển thị cursor sở pop up như thế này và các bạn sẽ sử dụng rất là tiện. Và đó là tất cả những gì của video ngày hôm nay, mong là nó sẽ hữu hiệu đối với mọi người. Và nếu như mà các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.